hai con tự đến về không đâu cái này cái này thì mình tìm cái đại chuyện gì đây là đi cái đại cái đại sống là vua phải phải bây giờ cái này thì mình tìm cái đại chuyện gì tìm vợ không à, giờ anh hứa với là vợ quay ba xe tìm được nha, dắt vô đi 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 tội nghiệp quá cái tội yêu rồi lên luôn á. Rồi mình ngồi ghế đi cho mát đi, ngồi ghế. Rồi xem cho cái quạt cho mát đi, rồi mát rồi đó. Bỏ quá rồi bé ngồi ghế cho con. Bỏ quá. Nghiệp quá. Rồi gia đình mình ở đâu? Nhà mình ở đâu? Sóc Trăng luôn hả? Mình có Khmer người Kinh. Khmer hả? Em nhiêu tuổi rồi? 40 à? Ồ. Rồi đây là con em luôn hả? Con. Em được mấy người con đấy? Còn đứa, bé nào nữa không? Có ba đứa. Ồ, ba bé gái luôn hả? Ồ, ba bé gái ngon rồi. Bé lớn nhất của em nhiêu tuổi rồi? 4 tuổi. Còn học không em? Ồ, nghỉ học sớm dữ vậy. Ồ, thế vợ giờ đâu rồi em? Vợ bỏ. Sao? Ai điện? Chỗ gì mà cha mẹ ở dưới ngăn. Ở trên nhà luôn. Ôi trời ơi. Đó là vợ làm trên đó rồi đó. Ông ấy nhiêu tuổi rồi? 40 à. Ôi giời, thế vợ em nhiêu? Bà mấy. Ôi giời, thật chết ơi. Ông làm nghề gì? Em làm không cái ông bò ấy, ông bò vợ em làm nghề gì? Dạ em đi làm công ty. Ôi giời, công ty. Thế vợ em làm gì? Công ty. Hai người công ty gặp nhau luôn hả? Thế quen nhau lâu chưa? Lâu rồi. Sao em không biết? Tại sao mình không biết? Mình có biết không? Mình biết lâu chưa? Phát hiện lâu chưa? Biết mà không mình không có quan tâm tới. Ôi giời. Thế em đi làm gì mà không quan tâm? Chỉ là tay em bị sao kia? Bị bỏng đâu. Ôi bị lâu chưa? Kéo áo như thế nào? Ôi giời, hỏng cái tay đó, chân bị sao mà móng móng chân hư hết rồi. Dạ. Em làm nghề gì mà móng tay móng chân hỏng hết rồi? Lúc mà đi ghe biển nữa, vợ đi ghe biển nó vợ bỏ đi. Ôi giời ơi, khổ quá. Rồi vợ em đi lâu chưa? Ba mỗi đây là ba bữa rồi. Ba bữa hả? Dạ. Vợ đi có điện thoại mà vô cũng tới vô mà cái không bắt lái. Ồ. Vợ em mà đi có đem theo cái gì đi không? Không. Cái điện thoại một bộ đồ đi luôn. Dạ. Ông kêu ông chở đi luôn hả? Dạ. Ông chở bằng xe gì em? Không có chở mà hẹn nhau. Xe đò lên. Hẹn nhau. Dạ. Ồ, hẹn nhau giờ đâu rồi? Em biết không? Dạ. Em có biết là thông tin ở đâu không? Dạ. Ôi trời ơi. Em còn thương vợ đâu, hình vợ đâu là anh xem nào? Có hình không? Có hình. Ôi giời, giấy tờ thì chết rồi. Khổ quá. Thế nhà mình ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm, còn có tiền ăn cơm không? Có còn một phòng lên còn 400 ngàn. Ồ, dày dành nhé. Rồi, khổ quá. Trời ơi, tội nghiệp. Đâu hình nha, con mở ra chú xem nào. Rồi, con mở ra. Ở qua rửa đâu. Rồi, qua rửa hình luôn đi. Rồi, bây giờ này em cho anh hỏi này. Thế vợ em trước này đã bỏ nhà đi bao giờ chưa? Chưa, mới đi lần đầu. Lần đầu hả? Ồ, vợ em ở nhà ăn diện không? Ăn mặc đẹp không? Em thấy chưa? Đẹp lắm hả? Trời ơi, ăn mặc đẹp nó có bồ rồi em ơi. Vợ ăn mặc đẹp nó có bồ rồi. Vợ ham vui hả? Chứ sao em không quan tâm vợ, mà vợ mới bỏ đi á. Em quan tâm quá. Em quan tâm vợ không? Nói chung tôi có sống mà không nhớ lâu lắm rồi. Cái đầu em giờ không nhớ. Cái gì á? Đầu bị gì? Nói chung là như ba hồi với đầu rồi, tôi là đầu mà không. Rồi bé là thứ mấy nè em? Thứ ba. Bé tên gì? Con bé này nhiêu tuổi? Thiêm. Thiêm hả? Dạ. Bé Thiêm còn học không? Học, nó đi học lên dạy. Học lớp mấy rồi? Sao lớp 1 nghỉ học rồi hả? Biết chữ không? Ôi trời ơi, thế 5 ngàn cộng 10 ngàn mấy? 10 ngàn cộng 200 ngàn mấy? Không rồi, này mày không biết tính tiền rồi. Thế bé này mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi? Tú hỏi kìa, trả lời cho Tú nghe. Không rồi, rồi bé hỏi bé giữa đi. Thiêm hả? Thiêm mẹ đi đâu rồi con? Mẹ đi bỏ luôn hả? Mẹ đi lâu chưa? Ba bữa hả? Mẹ đi đâu con biết không?
Bà Kim Hoài, con có nhớ mẹ không con? Mẹ con có đánh con bao giờ không? Con yêu mẹ nhiều không? Thế con đi kiếm mẹ những đâu rồi? Kiếm không thấy à? Con có mong mà kiếm thấy không? Hả? Con có mong mà tìm thấy mẹ không? Kiếm mẹ hả? Nhớ mẹ không? Ồ, thế từ sáng là con ăn gì chưa? Con ăn gì rồi nói chú nghe nào? Hả? Bánh nọc hả? Sao ăn cơm? Sao mua cơm ăn? À, bánh nọc đói lắm. Trời ơi. Thế con có biết là mẹ không không biết mẹ đi đâu luôn hả? Mẹ đi lâu đi đi mẹ đi có đem theo gì đi không? Thế mẹ có dặn con là mẹ đi bao giờ về không? Mẹ không nói mẹ không về luôn hả? Sao con biết? Ba đi đâu? Ba đi làm hả? Mẹ đi ban ngày hay tối? Sáng luôn hả? Mấy giờ? Mấy giờ sáng? Bảy giờ sáng đi luôn. Thế lúc ấy con ở đâu mà con không thấy mẹ? Ở nhà mà thấy mẹ đi không đi theo luôn? Lấy cái giọng vàng con má anh cực. Mẹ cho con hỏi là. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Chơi chú hỏi là con tên gì? Ngân hả? Ngân nhiêu tuổi đấy con? 14 tuổi. Con còn học không? Con nghỉ học lâu chưa? Hả? Con học lớp mấy rồi con nghỉ? Lớp 5 nghỉ à? Biết chữ chưa? Sao con nghỉ sớm vậy? Con không muốn đi học không? Sao không muốn đi học? Muốn phụ ba mẹ. Trời ơi thương quá. Tội nghiệp không? Quá tội rồi. Con thấy ba mẹ khổ quá, con muốn phụ ở nhà nghỉ phụ ba mẹ hả? Con ở nhà con phụ, con làm những việc gì được chú nó nói chú nghe nào? Lau nhà, quét nhà, nấu cơm mà. Mẹ con ở nhà đi làm công việc gì con? Ồ. Mẹ con về con nuôi con, có chăm sóc con, nói chuyện với con không? Ba với mẹ con yêu ai nhiều nhất? Yêu cả hai hả? Con có sợ mẹ bỏ đi luôn không? Đến giờ phút này con có biết mẹ đi đâu không con? Mẹ đi được bao nhiêu thời gian rồi? Mẹ đi với ba nước 3 ngày hả? Khổ quá trời ơi. Con có biết mẹ đi với ai không? Không. Không luôn hả? Bên gia đình bên ngoài con có biết mẹ bỏ đi không? Mọi người đi kiếm phụ con không? Ồ. Ông bà ngoại còn không con? Ồ, bà ngoại buồn không? Bà ngoại có nói chuyện gì với con không? Không hả? Mấy đêm nay con có ngủ được không? Ồ. Nhớ mẹ nhiều không con? Bây giờ này con hãy nói một điều gì đó để cho mẹ con xem được mẹ con thương các con, mẹ con về với con đi. Nói là mẹ đừng bỏ con. Con đi kiếm mẹ mấy ngày rồi, con mệt lắm rồi. Mẹ ở đâu mẹ về đi. Cho chú hỏi này nhé, trước đây mẹ đã bỏ nhà đi bao giờ chưa con? Chưa hả? Lần này lần đầu tiên hả? Ở nhà mẹ ăn mặc có đẹp không? Ăn mặc đẹp lắm hả? Mẹ có hay gọi điện cho ai không? Trời ơi. Thường xuyên không con? Ồ, cách ngày điện lâu không? Lúc ở dưới quê có điện. Điện nói chuyện lâu không con? Nói chuyện mấy phút? Năm mười phút à? Có nhắn tin không? Ờ. Mẹ đi bằng xe gì? Ở nhà đi xe gì? Mẹ có xe.
Mẹ đi xe xe gì? Cụ thể là xe gì? Xe. Đi xe đò lên. Mẹ con đi xe đò lên. À. Trời ơi. Lúc mà mẹ đi ấy, trước khi đi là các ba chị em mà đang ở đâu mà không biết mẹ đi? Con ở nhà không mà em con cũng đi học. Ba mẹ có uống nhau bao giờ không con? Không. Không à? Ở nhà ba mẹ là ai người hung dữ nhất? Con nói thật thì ai người hung dữ nhất? Mà mẹ có chửi ba bao giờ không? Chửi thường xuyên không con? À. Ồ. Mẹ chửi dữ không? Chửi nhỏ nhỏ à? Tối là ba chị em ngủ chung hả? À? Ba mẹ ngủ chung ha? À. Khổ quá trời ơi. Thế bây giờ mẹ đi thì là còn chắc buồn lắm ha? À? Con là kiếm đi kiếm mẹ là kiếm những đâu rồi? Đi bằng cái gì đi kiếm? Đi xe với ba con kiếm quấn quần 12, kiếm quần 12 à? Vậy cứ đi vòng vòng đi kiếm vậy hả? À? Mẹ con giờ này không có ngoài đường đâu kiếm con à? Kiếm chi cho mệt nha con? Mẹ giờ kiếm đại hên xui. Bây giờ con gọi điện cho mẹ được không? Con gọi con mở loa ngoài chú nghe nào. Trời ơi tội nghiệp quá. Mở loa ngoài đi con. Sao mẹ gì mà dữ dằn vậy, bỏ đi này tội nghiệp quá ba đứa trẻ. Con này thương mẹ đi kiếm mẹ khóc mòn mọc mỏi mòn luôn. Đó ba bé này phơi nắng phơi mưa chân tay thì chết nhoèn hết ra. Tội không? Đấy, có chuông đấy, cho mẹ nghe đấy. Không nghe hả? Một ngày con gọi cho mẹ mấy lần? Không bắt máy con à? Khổ quá. Tội, không nghe máy rồi. Con có nhắn tin cho mẹ không? Mẹ con không biết chữ, con biết không biết ăn không? Mẹ không không biết con. Ồ. Khổ quá. Mẹ cũng có xài Zalo. Mẹ không biết chữ hả? Vì vậy cho nên không con không nhắn tin thì con chỉ gọi điện thôi. Vậy là mẹ đi lần đầu tiên hả? À, thương quá. Rồi bé ở giữa. Cho chú hỏi con ngồi đàng hoàng cho chú hỏi này. Bây giờ ấy, con hãy nói chuyện to lên, nói mẹ ơi về với con, mẹ đừng bỏ con yêu mẹ rất nhiều. Nói đi. Con thương mẹ lắm, mẹ đừng bỏ con. Trời ơi, tội quá. Đi đường khát nước không con? Khát nước rồi, tí xíu chú lấy nước đi uống nha. Tội quá bà chị em. Vậy là con ở quận 12 con có nhà hay ở nhà trọ? Dạ, ở nhà là... Hả? Con với bà đi lang thang hả? Chết đi lang. Không, chú đang hỏi là con ở quận 12 ấy, là con có nhà không? Không. Thế ở trọ hả? Ồ, mướn trọ tháng nhiêu tiền con? Con không biết, mẹ không mướn. Ồ, mẹ mướn hả? Ừ. Tội quá. Rồi bây giờ em trai này, em hãy nói một điều gì đó để cho vợ em xem được đi. Em gọi tên vợ em luôn đi, gọi tên luôn. Em còn thương vợ không? Đây bé cầm đây, hình của mẹ đây, cầm đây. Giơ lên. Đó, trời ơi thương không? Đúng mẹ con không con? Trời ơi mẹ xinh gái quá trời luôn. Tội nghiệp quá. Mẹ con tên gì con? Mẹ con tên Tây. Tên Tây hả? Đúng mà mẹ giờ nhìn cũng giống Tây đấy. Tội quá. Trời ơi. Đấy đúng mẹ chưa? Mấy ba bé nhìn đúng hình mẹ chưa con? Mẹ con bên ngoài có ăn mặc giống này không? Hay mặc này ha? Ồ. Hơi đen xíu hả? Mẹ xăm môi xăm mắt đúng không? Lối mi. À mẹ con xài áp hả? Không xăm hả? Nhưng mà ăn diện đúng không? Ăn mặc đẹp ha? Mẹ này mẹ con ăn mặc đẹp này lâu chưa? Mới hả? Trời ơi.
Mẹ con có mua quần áo cho con mặc không mà chú thấy mấy bộ quần áo này cũ dữ vậy? Mua đâu? Mua mấy năm rồi? Ôi trời, 2-3 năm rồi con có được mua quần áo không? Không có tiền mua luôn hả? Dạ. Trời ơi, làm gì mà khổ dữ vậy, 2-3 năm không được mua luôn. Thế những đôi dép này dép của con đâu? Trời ơi, đôi dép này ai cho đây con? Người ta cho luôn hả? Khổ dữ vậy, nhưng mẹ này không có tiền mua dép cho con đâu hả? Thế sao bé tự xưng là sao lại đi học, à sao lại bỏ học đây? Hay là không có tiền đóng học hả? Nghỉ lâu rồi hả? Chú đang hỏi con lại con này, nhưng mà tại sao con lại không muốn đi học? Hay là con tự nghỉ hay là không có tiền? Con không có tiền học luôn hả? Dạ. Con muốn đi học không? Chú giúp con đi học nha. Dạ. Bé này vậy cũng chưa biết chữ nghĩa gì cả. Có một bé lớn biết chữ học được 4-5 năm thôi. Trời ơi, vợ giờ này bỏ đi luôn rồi. Em trai cho anh hỏi này. Đến giờ phút này em biết rằng rõ ràng là vợ mình nha. Thời gian gần đây là thay đổi rất chóng mặt. Có thể là ăn mặc cái cách ăn mặc rất khác. Và có thể là đang có dấu hiệu ngoại tình. Chính vì lý do như vậy là bây giờ anh em đã cố gắng hết sức để đăng tải video lên. Mà nếu đúng thực sự mà vợ của em ở đâu đó thì ở phòng trọ mà đang ở với người đàn ông khác ấy, thì em thấy những cái cảnh tượng như vậy thì em có buồn, có đau lòng không? Đau lắm à. Em có nghĩ là một ngày nào đó mình đang sống với vợ mà có 3 người con mà vợ mình bỏ mình thế này không? Em đã bây giờ em nghĩ hình em muốn tại giờ em chết. Hả? Em muốn chết luôn đúng không? Ôi trời ơi. Còn cái khổ vậy. Bây giờ em mà làm chuyện gì đó là có thể là các con em hết chỗ lương tựa. Bởi vì con em có thể là không biết là lưng tựa vào ai. Và có thể là chính bản thân em ra đi rồi, vợ em hiện nay đi theo người đàn ông khác rồi. Thì các con em là người khổ nhất. Em phải thương các con. Bây giờ là em là gà trống nuôi con. Vợ thì bây giờ là không thương con rồi nhá. Thì hy vọng là em hãy thương con nhiều hơn. Mình có rau ăn cháo đi. Nhưng mà cho anh hỏi này, bé nói chuyện là từ mấy năm nay không được mua quần áo là có đúng không em? Thì có một bộ hai bộ rồi. Nói chung là có bạn mà bạn khi dơ, khi có giặt nữa. Ôi trời ơi, gọi mặc khi nào dơ thì giặt. Dạ. Khổ quá, quần áo này từ cũ lắm rồi, cái mẫu này, mẫu chắc là nhiều năm rồi. Quần không có, áo thì không, này, dép thì không có. Tội quá, chân tay thì hư hết rồi, cả cha cả con luôn. Khổ quá trời khổ. Tội nghiệp quá. Bây giờ này em còn thương vợ nhiều, em biết vợ như vậy em còn thương không? Tôi không ăn rồi. Nhưng mà nếu bây giờ gặp vợ em sẽ nói điều gì? Thôi, giờ em có lỗi, giờ em đi rồi, em quay đầu lại, em chấp nhận. Em quay đầu lại đây, đi không? Ai chồng đi làm ăn gì, nuôi con cái gì. Không có gì đó. Khổ quá. Em cho anh hỏi lại này, vợ em họ tên đầy đủ là gì? Sinh năm mấy? Nguyên quán ở đâu? Danh thị Tây nha. Sinh năm 93 đúng không? Năm nay 31 tuổi đúng không? Còn em sinh năm mấy? Em sinh năm 90 hả? 90 là tuổi Ngọ đúng không? Năm nay 34 tuổi. Em và vợ là trước đây gặp nhau ở đâu vậy? Mình có đăng ký kết hôn không? Có. Lúc tôi mới quen vợ là đoàn ca nhạc. Em đoàn ca nhạc luôn hả? Em múa hay là em làm xiếc hay là gì? Em đi gác sân khấu. À. Xin dọn nhé. Rồi về chân là hát rồi gặp vợ quen. Ồ. Đi hát phải gặp đúng tay luôn. Để em cho anh hỏi này. Vợ em ấy gần đây ấy là cái tính tình cáu gắt không? Khó chịu với em không? Khó lắm. Cáu gắt khó chịu không? Em thấy vậy em có bực bội không? Bực lắm hả? Anh cho anh hỏi một câu chuyện là thế nhỉ này. Gần đây nhất, trước thời điểm mà vợ bỏ đi một thời gian ngắn nhất, hai vợ chồng em có ngủ chung không? Có mà hai chồng ngủ chung nhau là ngủ chung không ngủ chung nhau làm riêng. Mà ôm. Ai ôm? Em ôm. Em ôm vợ. Vợ có cho ôm không? Có. Thì có ôm. Thì bữa đầu tiên á, đi á, sáng này ngủ tối nào ôm thì chợ có ôm. À, vợ ôm em. Ôm lần cuối rồi. Ôm hôm nay ôm mình có con đây nhưng mà mình nói chuyện lịch sự xíu. Ôm nhưng mình có làm chuyện gì không? Không. Ôm không luôn. Hôm nay tự dưng là em được vợ ôm. Còn những đêm trước là vợ không ôm. Ôm lần cuối rồi em ơi. Em hôn nữa. Em hôn vợ luôn. Vợ có đồng ý cho hôn không? Không. Nhưng mà thấy những cái lụa hôn vậy là nó có lòng cháy không? Hay là hôn hay là vợ nhàn nhạt? Có.
À, vợ nó khác khác đúng không? Ờ, à, đấy, kiểu cưỡng ép ha, kiểu vậy ha. Vợ em cho em hôm lần cuối rồi. Tội nghiệp quá. Này không biết là vợ liệu có về không. Vợ em đi làm công ty này sáng mấy giờ đi, mấy giờ về em? À, 7 giờ. 7 giờ sáng. Ồ. Ăn uống là 7 giờ sáng là vô làm. Ừ. Chiều nó làm làm như ăn nhiều quá, ăn sản phẩm. À. Khi đi 10 giờ luôn. Khi 9 giờ 10 giờ khi bữa ổng nó nói với thằng cháu á là xin nói với Út Hằng mày á là nói xin nghỉ nửa buổi. Ừ. Nói với người ta xin nghỉ nửa buổi. Mà cái này á là nó nói góc đêm á là nói đi tăng ca. Ồ. Oh. Là không có đi tăng ca. Không có tăng ca. Nhậu. Ôi, nhậu xong rồi vào khách sạn thôi. Thấy nó về nó xỉn luôn hả? À, đừng rồi, uống bia rồi, nhậu rồi. Vợ em ấy, vợ em ở nhà có nhậu bao giờ không? Có, nhậu cho em lòn, hai lòn, hai cũng ít uống thôi. Vợ uống thường xuyên không em? Vợ có sang đi đám đi tiệc hay uống thường xuyên không? Không, lòn có uống lòn, hai lòn. Vợ em đi làm về có đưa tiền cho em không? Thế vợ đi làm về một tháng bao tiền này có nuôi con không? Có lỡ tiền. Yeah. Bao nhiêu ngày vợ về một lần? Chung ở nhà trọ rồi. Vợ sáng đi tối về đúng không? Dạ. Tối về là hai vợ chồng thường xuyên ngủ chung đúng không? Dạ. Ồ. Vợ nó chuyện trong app mà với cái chuyện. Vợ nó chuyện trong. Mình biết là bắt gặp nó là mà kêu đuôi tin nhắn á là mình không biết chữ. Ồ. Nó gỡ cái ghi âm lại. À, của ghi âm à? Dạ. Em cũng chỉ nghe là ghi âm chứ chữ em không biết. Dạ. Trời ơi, chữ không biết bây giờ con không biết chữ luôn em ơi. Vợ cho ôm lần cuối rồi. Khổ quá. Em có hy vọng là vợ sẽ quay về với em không? Quay về. Em còn yêu nhiều không em? Yêu. Nhưng mà trước đây vợ em có yêu em không mà vợ em lại bỏ em như vậy? Em đang nghĩ em quỳ xuống luôn. Em quỳ luôn? Dạ. Trời đất ơi. Khổ chứ vậy. Em cho anh hỏi này. Hiện nay bên gia đình em là có biết vợ bỏ đi theo người đàn ông khác không? Có người biết người không? Ờ, em cho anh hỏi là cái người đàn ông có tên gì? Giàu. Giàu hả? Giàu này gặp Tây rồi, thì Tây Tàu rồi. Người tên Giàu này nhiêu tuổi rồi? Em nhớ chính xác không? Anh hả? Cái người tên Giàu này nè, người đàn ông tên Giàu á. Trong nhà... Ông bồ á. Trong tên luôn, à. biết luôn. Ông, em biết mặt chưa? À, biết luôn. Ô, ông ở đâu? Ông ở mấy ngày. Nhưng mà anh Phú Đông hả? Chạy xe công đặc. Ồ. Xe công nghệ. À. Xe ôm công nghệ. Ồ, ông ngoài tướng không? Mấy người ở nhà trọ mới nói là đi mỗi lần mà lên ở lên rồi thẳng rồi mua hộp cơm rồi mua hai hộp cơm rồi cho vợ. Ồ trời ơi. Nghe nói. Em đi ghe bao nhiêu ngày em về một lần? Em nói là 4 tháng rồi. Ôi trời ơi, cha mẹ ơi, hỏng rồi ông ơi. Giờ mới té ngửa câu chuyện vợ chồng đi ghe, vợ ở nhà làm công ty. Em đi ghe là mỗi 4 tháng về lần em có đưa tiền cho vợ không? Ứng tiền trước vợ lấy. Ứng tiền trước vợ lấy? Vợ lấy rồi. Em ứng được nhiêu? Em ứng được nhiêu? 20. Vợ lấy hết? Lấy hết, đi trả nợ cho người ta ăn xài đó rồi. Trong này nó mượn nó ăn xài. Ôi giời. Rồi đúng với đứa con. Bây giờ 4 tháng. 4 tháng là ứng 20 đấy, còn ngoài ra là lúc mỗi lần 4 tháng em về em có đưa cho tiền cho vợ nữa không? Là 20, bình quân gọi là 5 triệu một tháng để nuôi con. Mà con thì cả mấy năm không được bộ quần áo, ăn mặc rách rưới. Còn mẹ thì làm 5-7 triệu một tháng cũng chẳng biết đi đâu mất. Vậy là anh cứ tưởng tối hai vợ chồng em ngủ chung. Vậy là cứ lâu lâu em mới về gặp vợ một lần đúng không? Vậy là cho anh hỏi này, thế mỗi lần về như vậy là em có được gì không? Vợ có cho em là mát mẻ gì không? Có cho không? Nhưng mà mỗi lần em về gặp vợ á. Mừng không? Anh đang hỏi này, mỗi lần em đi ghe về á, để về em thăm vợ và thăm con, tối hôm đấy á, là mình có ngủ chung không? Mình có được làm gì không? Ờ, hạ bực bội hỏng rồi, vợ em say đòn rồi. Vợ em cắn câu rồi em ơi, sao em giờ này mới biết? Ai, vợ chồng sống với nhau, mình biết tin tưởng vợ mình hả? Ai hả? Cắm sừng mình. Cắm sừng lâu rồi em ơi. Em đi đò, đi ghe, đi tàu này lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? Mới có 3 tháng 10 ngày với đây 4 tháng 10 ngày đó. Nó lý là ta kêu em đi 2 tháng đi, vô đi. Rồi Tết thì vô luôn, vô chi tiền, em nghỉ ngang luôn.
Giờ nghỉ luôn. Nghỉ luôn, giờ lấy gì nuôi con đây? Trời ơi, con em đứa nào đứa đấy khóc này. Trời ơi, này trời. Tội không này. Vậy là vợ em ngấm đòn rồi, say tình rồi em ơi. Cá cân câu biết đâu mà gỡ đây. Khổ quá. Vậy là hàng xóm giờ người ta nói chuyện à? Em cho anh hỏi đi, nhưng sao em lại biết dành cái người đàn ông mà người ta chở vợ em đi vậy? Ai nói? Dãy nhà trọ hả? Vậy là người đàn ông vẫn về phòng trọ thăm mẹ con? Ôi giời hỏng rồi. Kế luôn hả? Ôi giời ơi. Vậy là đợt này ông này ông đập mái phành phạch rồi. Ông ơi em ơi. Thế tại sao mà mình trước khi đi mình phải căn, mình phải dặn hàng xóm ấy, ví dụ vợ thấy biểu hiện thì phải gọi chứ, sao mà em tin tưởng vợ chứ vậy? Hôm nay có con cá rồi, không có đánh đổi thì vợ vậy. Ồ. Nói là mẹ con ba là người ba con nói vậy á. Ồ. Em có bao giờ em nghi ngờ em đổ thừa cho vợ bao giờ chưa? Có, con mới đây có mà. Mới đi điện thoại là đi ngoài điện thoại mà không có ngồi. Ra ngoài điện thoại. Vợ em có làm giao dịch làm ăn gì đâu mà ra ngoài điện thoại là bất thường thôi. Có hỏi con hỏi em rồi nó biết luôn rồi. Vậy là mẹ con dẫn ra ngoài nghe điện thoại hả? Dạ. Ồ. Tắt luôn. Em con có hỏi là mẹ nói chuyện với ai không? Có rồi bà nói là quản lý. Quản lý? Ôi trời ơi là trời ơi, quản lý công ty toàn gọi lửa đêm thôi. Không rồi. May là sạch rồi. Khổ quá. Thế bây giờ em hãy nói làm sao để cho vợ em quay về đi. Vợ em rời ý định là đi theo người tình và quay về đi em. Em nói một thật sự ngọt ngào nhất. Em đi về đi em. Sự em nói em quay về giùm anh đi em. Em thương em lắm mà. Tại vì em thương em với thương cái con với. Giờ không nghĩ tới anh, giờ nghĩ tới con đi em về đây đi. Em đừng bỏ anh, đừng bỏ các con. Đừng bỏ các con. Em hãy lên tiếng để cho người đàn ông đó, người đàn ông tên giàu đó, người ta buông tha vợ em ra để vợ em quay trở về với các con. Hiện nay ba đứa con gái của em đang khóc lì lúc luôn, nhìn rất tội nghiệp. Em nói chuyện đi. Giờ cầu cái anh đó đó. Giờ buông tha vợ em ra đi. Giờ ba đứa nó khóc quá trần rồi mấy anh. Giờ buông tha vợ em ra cho vợ em đi về với con cái đi. Anh nghe được anh buông tha vợ em đi anh ơi. Anh bên ngoài rất nhiều phụ nữ, anh đi tìm người khác. Anh đừng dụ vợ em nữa, hiện nay ba đứa con này em phơi nắng, mưa em phơi nắng đi tìm vợ. Trời ơi. Em có hy vọng là hôm nay về đây các anh em sẽ tìm thông tin vợ em không? Em có hy vọng không em? Hy vọng ha. Tội nghiệp quá. Rồi các anh em sẽ cố gắng để giúp nhé. Rồi bây giờ các con còn muốn nói điều gì không? Có nhớ mẹ không con? Con gái nhớ mẹ không? Nhớ nhiều không? Nói to lên. Con yêu mẹ, mẹ đừng rời xa con, đừng bỏ chị em con. Trước đây mẹ đã từng bỏ nhà đi bao giờ chưa? Mới đi hả? Ồ, thôi. Mới đi mấy ngày hả? Ờ rồi, thế còn bé chị hai này cho chú hỏi này. Con đã nói chuyện to lên. Mẹ ơi, mẹ đừng, mẹ suy nghĩ lại, mẹ để quay về với các chị em con đi, mẹ đừng bỏ con nữa. Cuộc vui là cũng tàn thôi. Ừ, con nói đi. Cuộc vui là cũng tàn đó cô chú anh chị. Đó. Hiện nay này chồng dù gì cũng xấu đẹp cũng là chồng mình. Mà ông chồng phải là vô cùng rất chịu thương chịu khó đi làm tàu biển. Chấp nhận xa vợ xa con. Đánh đổi tất cả mọi thứ để lấy những đồng tiền nhỏ bé, xương máu để có thể là về là phụ vợ của con. Nhưng không ai ngờ là vợ ở nhà cắm sừng theo người đàn ông khác. Đến giờ phút này hoàn toàn là gia đình, từ chồng đến con đến bà con hàng xóm phát hiện ra thì câu chuyện đi quá xa. Hôm nay thì hiện nay thì cha chở tới 3 ngày con. Quần áo thì không có đầy đủ, giày dép thì không. Nó không được học hành tử tế. Cuộc sống vô cùng rất khổ. Hiện nay về đây nhờ các nhà phim Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện thông tin chính thức em gái này đang em tên giàu. Mặt hơi tay tay một xíu. Đó, nhìn khuôn mặt thì rất dễ nhận dạng. Nếu ai phát hiện là đang ở nhà trọ, ở khu chung cư hoặc công ty, nếu ai phát hiện là đang ở đâu thì có thể liên hệ giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858.
anh em sẽ có cách để khuyên em gái này quay trở về nhanh nhất có thể để về ba người con thân yêu của mình. Đó, ba người con mang lặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày luôn đến giờ phút này. Các bé này rất ngoan, nhìn rất hiền hậu. Đó, nhưng mà quần áo thì cũng không có đầy đủ, cơm không được lo, ăn uống không được đầy đủ, nhìn tội nghiệp. Như này là đúng là mẹ phải thương nhiều hơn, mà ai ngờ mẹ lại đi theo vui theo nhân tình, lại rời xa người chồng, nhìn rất khắc khổ. Đó, tay chân thì hỏng hết, móng tay móng chân thì hư hết, không còn miếng nào cả. Đó, tội nghiệp không. Rồi hôm nay em trai về đây nhờ các anh em Hiệp sĩ Bình Dương, em đi cùng với ba người con của mình. Bốn cha con em có đồng ý cho các anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ không? Đồng ý nha. Rồi anh cảm ơn em nhé. Rồi con gái hôm nay các chú đăng thông tin của các con lên nha, để cho hy vọng là các cô chú anh chị tìm. Rồi chú sẽ cố gắng con nhé. Thương con quá, mười mấy tuổi, 14, 15 là đúng là tuổi này, tuổi tâm sinh lý đang phát triển, đang tuổi học hỏi. Mà hiện nay thân hình gầy gò như con cò này. Khổ không? Tội nghiệp không? Ăn không đủ no, cơm áo cơm không có mặc, cơm không có ăn, quần áo không có. Tội quá. Rồi xin chào em nhé. Xin chào tất cả các cha con em nhé. Rồi chúc cha con em thường lộ bình an. Rồi xíu nó chờ, ngồi chờ xíu mát để về nhé. Rồi anh em sẽ đăng tải cái video này lên để hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là thông tin vợ em đang ở đâu thì giúp vợ em để quay trở về em nhé. Rồi hiện nay thì hiện nay em gái chưa biết là đang ở phương trời nào, đang biết là hiện nay là đang có ôm người tình hay không. Nhưng nếu em gái phát hiện được anh em Hiệp sĩ Bình Dương đang ghi hình mà hiện nay này thấy được cái hình ảnh cái khung cảnh như vậy đó là rất tội, rất đau buồn, thì em hãy suy nghĩ lại để quay trở về cùng các con thơ của mình. Cuộc vui là cũng tàn thôi. Đó nên là người tình của em hiện nay biết được em mà có rất nhiều con này, mà cuộc sống này thì chắc chắn là người ta cũng sớm muộn người ta bỏ em thôi, chứ người ta không yêu em gì đâu. Đó. Đấy, nhưng mà đây là người chồng hiện nay vẫn buông tha và có thể vẫn tha thứ cho em. Thì anh nên suy nghĩ lại. Rồi xin chào em nhé, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Hẹn cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo.